Một người đàn ông đang thư giãn ngay dưới hiên nhà ở North Carolina, Mỹ, thì bất ngờ một con gấu đen xuất hiện. Không biết làm gì, người này đã chọn cách ngồi im như tượng. Hai bên nhìn nhau trong vài giây rồi đột nhiên con gấu bỏ đi. Thật may đã không có chuyện gì xảy ra. Gấu đen từng có mặt ở khắp nơi tại North Carolina. Hiện tại, ước tính khoảng 60% diện tích bang có sự xuất hiện của gấu đen với tổng cộng khoảng 15.000 con.